Và xin chào mừng tất cả quý vị, chúng ta cùng có mặt tại Samara 68 Sports Park để cùng theo dõi trận đấu giao hữu ở trong buổi tối ngày hôm nay. Cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Home Club và câu lạc bộ FC Ba Miền. Và đến với trận đấu này thì các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Home Club họ ra sân với bộ trang phục áo đỏ quần đen và hiệp đấu đầu tiên họ đang bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn nhỏ của tất cả quý vị và các bạn. Trong khi đó thì các cầu thủ FC Ba Miền họ ra sân với bộ trang phục áo xanh quần xanh và hiệp đấu đầu tiên họ đang bảo vệ khung thành bên phía tay phải bên chiều ngược lại. Số 5 Thịnh Đen, số 2 Thi Sam, số 1 Thủ Thành Vinh Mập, số 0 Văn Phương, số 9 Ngọc Thuận, số 8 Văn Vương, số 16 Văn Thành, số 26 đội trưởng Tấn Lộc, số 1 Thủ Thành Dự Bị Văn Thuận và số 17 là Thành Trung. Và khi theo dõi trận đấu thì các bạn cũng nên dành ra vài giây để chia sẻ đường link của trận đấu để có thể mang đường link của một trận đấu hay trong buổi tối ngày hôm nay. Đây sẽ là cơ hội dành cho các cầu thủ đỏ bên phía Home Club, cú ra chân khá căng. Cơ hội của chỉ điểm chuẩn xác, bàn thắng mở tỷ số nó đã đến dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ FC Ba Miền. 1-0, bàn thắng đến từ rất sớm dành cho các cầu thủ xanh. Và làm bàn vừa rồi là của cầu thủ mang áo số 8, đó là Văn Vương. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Và dứt điểm rất chuẩn xác của Văn Vương mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía FC Ba Miền. Căng ngang, tình huống căng ngang vào trong là khá hay, không có đường truyền vào trong. Cơ hội không vào, vẫn còn, rất khéo, vẫn chưa thể có được cơ hội để dứt điểm. Trực cản thế không vào, một cú vùng chân quá mạnh của trực cản thế. Cơ hội vẫn còn, không được. Vừa rồi là pha xoay trở nhưng không thành công của số 8 Văn Vương. Cầu thủ đã ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu này. Conan đường chuyền hay, kịp không, thông ca, căng ngang vào trong, vẫn còn cơ hội. Tỷ số này sẽ bằng 1-1. Nỗ lực của các cầu thủ Home Club đã giúp cho họ có được bàn gỡ. Đường chuyền kiến tạo của thông ca dành cho đồng đội ở bên trong ghi bàn. Người có tình huống chạm bóng thành bàn là số 18 Long Cute. 1-1. Và bóng rất nỗ lực của thông ca. Mặc dù thể hình của anh là khá nặng nề nhưng trong pha bóng vừa rồi thông ca đã bứt tốc rất tốt. Cú dứt điểm đưa bóng đi đập vào cột dọc. Suýt chút nữa đã có được bàn thắng thứ hai dành cho FC Ba Miền. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Đây sẽ là lời đáp trả của các cầu thủ Home Club. Conan dứt điểm. Cú dứt điểm chéo góc khá nguy hiểm của số 6 Trực Cante, nhưng vừa rồi thì bóng đã đi hơi chệch cột dọc. Conan đường truyền khá tốt, Trực Cante đường truyền cộng 2 khá hay. Sức trướng là chưa đủ để Long Cute có thể có được tình huống chạm bóng. Bóng vẫn tiếp tục. Conan tình huống đưa bóng vào trong là khá hay. Long Cute lần này là phải dứt điểm bằng chân phải của số 18. Cú dứt điểm là khá nguy hiểm của số 43. Một bàn tiếp tục, thông ca, quá đáng tiếc, nỗ lực của số 47 vẫn chưa thể mang về bàn thắng dành cho Home Club. Và chắn bóng tốt của cầu thủ mang áo số 3, đó là Huy Béo. Cơ hội dành cho Conan, Conan, bóng đã đi ra ngoài sau pha xoay trở về dứt điểm của cầu thủ mang áo số 66. Không được, đường truyền không thành công của số 66, vị trí của Conan. Nhưng một lần nữa bóng lại về chân của các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Đường truyền đã bị bắt bài, vẫn còn khoa bắp. Và căng ngang, điểm chạm là vừa đủ để mang về bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Home Club. Và đó là pha làm bàn của cầu thủ áo số 10, vị trí của Hải Mang Cửa. 2-1 dành cho
Home Club. Thì nối đưa bóng vào trong là rất chuẩn xác của Conan. Và hai màn cửa cũng đã có một bước di chuyển cắt mặt và đệm bóng rất hay. Conan rất nỗ lực, nhưng đó là một tình huống che chắn hợp lý của Thành Trung. Đây sẽ là cơ hội dành cho số 9 Ngọc Thuận. Bóng lại trôi quá sâu rồi, quá đáng tiếc. Không được. Conan tiếp tục là đường chuyền hay, khoảng trống dành cho số 18. Không được. Đã phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Home Club. Đang có sự tập trung cao độ ở hệ thống phòng ngự của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh FC Ba Miền. Người đang chơi thấp nhất trong đội hình của FC Ba Miền lúc này là Thịnh Đẹp. Đường chuyền vào trong là không có địa chỉ. Bóng trôi hết từ biên ngang, phật bóng lên tiếp tục dành cho thủ thành bên phía câu lạc bộ FC Ba Miền. Rất hợp lý cho đường chuyền bóng vừa rồi, cơ hội không được. Đường chuyền hợp lý, không được, vẫn còn. Quá đáng tiếc. Đường chuyền vẫn đưa bóng chưa đến được vị trí của đồng đội bên trong, vị trí của số 5 Thương Báo. Quả ném biên đến từ vị trí của Thành Trung. Và đây là trung vệ Thịnh Đen. Và để mặt bóng rất nguy hiểm. Đường chuyền hay, cơ hội. Bóng trôi hơi sâu. Cần phải có các đồng đội dâng lên để hỗ trợ. Không bằng tiếp tục, đường chuyền vào trong. Chưa thể có được bước di chuyển và dứt điểm của Thương Báo. Bây giờ thì đã có bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Home Club. 3-1. 3-1 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Home Club sau pha làm bàn của số 5 Thương Báo. Vừa rồi thì bóng đã đi vọt xa sau nỗ lực dứt điểm của cầu thủ bên phía FC Ba Miền. Như vậy là đã có thêm bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Home Club, bàn thắng thứ 4 dành cho đội bóng này. 4-1. Dành cho các thủ đó. Một tình huống xử lý bóng rất kỹ thuật của số 18 bên phía Home Club. Không được, cơ hội tiếp tục bị bỏ lỡ. Một pha để móc bóng rất nguy hiểm của cầu thủ bên phía đội bóng đó. Và cú chạm bóng cuối cùng của cầu thủ bên phía FC Ba Miền vẫn chưa thể mang lại độ chuẩn xác. Trọng tài vừa rồi đã chỉ tay vào chấm penalty. Văn Phú phải dứt điểm không thành công. Quá đáng tiếc. Khoảng trống trên trái. Cú dứt điểm khá căng, vẫn còn. Không được. Nỗ lực áp sát và xử lý không thành công của các cầu thủ đó. Vẫn còn, phải xử lý rất khéo léo. Tình huống xử lý là của số 3 Huy Béo. Khoảng trống chân trái, cú dứt điểm chuẩn xác. Tỷ số được nâng lên 5-1 dành cho Home Club. Quả đáng tiếc dành cho tình huống phòng ngự vừa rồi của các cầu thủ bên phía FC Ba Miền. Vẫn còn, cú dứt điểm vẫn chưa thành công.
Như vậy là sau khá nhiều những nỗ lực thì bây giờ các cầu thủ bên phía AC3 miền họ đã có được cho mình bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-3. Pha làm bàn là của trung vệ Thịnh Đen. Và những điểm chéo góc rất chuẩn xác của Thịnh Đen. Như vậy là đã có được bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ AC3 miền. Có vẻ đó là pha làm bàn của Lâm Bụi. Lâm Bụi vừa bao sân 1 chặng sân 5. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Và bật cao đánh đầu chuẩn xác của Lâm Bụi đưa bóng về phía góc xa 3-5. Và phút thứ 37 của hiệp 2. Một pha dứt điểm rất hay, không vào. Lúc này đây đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu. Và đang tiến dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng AC3 miền. Cú dứt điểm cuối cùng là của Lâm Bụi, không có được siêu phẩm bàn thắng dành cho Lâm Bụi trong pha bóng này. Chiến thắng chung cuộc 5-3 dành cho Home Club. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn.